thì các bạn sẽ tiếp tục chuẩn bị qua món thịt đông nha, chứ chúng ta chưa làm mực xào cần tỏi đâu, tại vì thịt đông chúng ta làm khá là lâu, cần phải nấu rất là lâu, cho nên mình chuẩn bị nguyên liệu cho món thịt đông. Sau đó cho da heo vào từ nước lạnh luôn, chúng ta luộc vừa sôi cái da heo nó lên, nó vừa hơi trong lại là vớt ra ngâm vào nước lạnh. Cà rốt thì các bạn tỉa hoa và sắc hỏng. Nấm hương và nấm mèo các bạn sắc sợi hết, sắc sợi nhuyễn hết nha. Không có cần nhiều đâu, các bạn luộc nhiều quá thì là mất thời gian, mình chờ nước sôi lên khoảng nửa lít nước, tại vì cái miếng da của mình nó có 200 gram mà nó rất là ít, cho nên là mình không cần phải luộc với nhiều nước quá. Chúng ta sẽ sử dụng 30 gram cà rốt thôi, tức là một cái khúc nhỏ thôi, không có nhiều đâu nha các bạn. Ướp da heo ra, các bạn lạng bỏ da rồi các bạn sẽ sắc sợi những cái miếng da heo này, sắc sợi phần da heo. Phần thịt giòn heo các bạn cũng sắc miếng mỏng. Các bạn nhớ lưu ý nha, cắt thịt giòn heo thành những cái miếng thật mỏng nha. Giòn heo á, nó chỉ khoảng chừng 2cm thôi, khoảng 2 x 4cm thôi chứ không có quá to. Trong khi các bạn sắc thịt giò heo và da heo thì các bạn đặt lên trên bếp một cái nồi có 1,5 lít nước. Nước luộc da heo nãy bỏ đi, nước luộc da heo các bạn bỏ đi, các bạn đặt một cái nồi mới 1,5 lít nước lên bếp. Các bạn cảm thấy là cắt sống nó lâu, nó hơi mất công thì mình trụng sơ qua nó thôi, chứ mình không có luộc. Cái nồi nước mà luộc da heo hồi nãy á, khi mà làm các bạn có thể bỏ vô, các bạn trụng sơ qua rồi các bạn mới ra cắt nó sẽ dễ hơn. Khi mà nước ở trong nồi sôi thì các bạn sẽ thả, các bạn thả thịt giò heo và da heo vô. Các bạn lấy khoảng 3 củ hành tím, chúng ta nướng cho nó vàng đi, trên cái bếp của mình á, các bạn nướng cho nó vàng đi rồi các bạn thả vào nồi nướng luôn. Đây chính là cái để là cho cái miếng thịt đông của mình nó đông lại á, cho nên các bạn cắt hết vô luôn chứ đừng có bỏ nha. Nó càng nhiều da là nó mới càng đông, thành ra là cái miếng thịt giò heo bạn nào nhận được mà không có da đó là coi chừng là làm xong ngày mai nó không đông á. Rồi bây giờ các bạn cho hết phần thịt này vào trong nồi nước và các bạn sẽ nêm gia vị với lại 2 củ hành tím nướng cho. Thường là nướng mấy củ hành tím này các bạn uống cho dễ, các bạn tìm cái cây bằng sắt á, cái cây que xiên bằng sắt á, các bạn xiên mấy cái củ đó hoặc là để cái vũng lên trên bếp thì chúng ta nướng nó nhanh mà nó dễ. Ở đây tại chúng ta không có cái vị đó, thành ra chúng ta phải nướng trực tiếp hoặc là chúng ta để trên bếp cho nó cháy chút xíu. Các bạn nêm gia vị vào là 5 gram muối, 8 gram bột ngọt và 5 gram đường. Sau đó các bạn nấu cho nó sôi mà lửa nhỏ nha. Sôi lửa nhỏ, thường xuyên hớt bọt. Món này yêu cầu là nước dùng phải trong. Nước dùng phải trong. Và các bạn nấu thời gian khá là lâu nha các bạn. Các bạn canh giờ là 45 phút, tức là chúng ta sẽ nấu đến đúng 12 giờ. Trong cái tình trạng là nó phải sôi đều nha. Nó phải sôi đều và nấu 45 phút về lửa nhỏ. Sau đó thì các bạn sẽ quay qua, bây giờ chúng ta sẽ xào cái cà rốt, nấm hương và nấm mèo. Các bạn đặt một cái chảo lên bếp, chúng ta sẽ xào cà rốt, nấm hương, nấm mèo. Cái chỗ thịt giò các bạn bỏ đi nha, chúng ta không có xào thịt giò. Xào cà rốt, nấm hương, nấm mèo, nêm tiêu, bột ngọt và nước mắm. Tôi nhắc lại nha, nước mắm ở trong cái phần nêm gia vị vào nấm á, thì chúng ta sẽ cho 5 gram. Hồi nãy có một số nhóm á, khi mà tôi tới kiểm tra là cái thịt đông của các bạn nó không có sôi. Cho nên nếu mà nhóm nào hồi nãy không sôi, nhóm 7 là hồi nãy không có sôi đó Xuân ơi, hồi nãy cái nhóm của mình nó không sôi cái khúc đầu, thành ra bây giờ mình thêm 15 phút nữa. Nhóm nào hồi nãy chưa có sôi á, thì các bạn sẽ thêm 15 phút nữa nha. Tức là 12 giờ 15 thì mình mới bắt đầu mình cho cái nguyên liệu nấm vào. Và các bạn chờ thêm 15 phút nữa chúng ta sẽ cho nấm hương, nấm mèo và cà rốt vào. Chúng ta tiếp tục nấu lửa nhỏ thêm khoảng 5 phút nữa. Cuối cùng các bạn sẽ nêm thêm nước mắm. Các bạn sẽ nêm thêm 25 gram nước mắm vào nữa. 25 gram tức là khoảng 2 muỗng canh nước mắm. Người một cái tô nha. Để mà sau khi mà các bạn nêm nếm đúng như cái cân lượng rồi
thì các bạn sẽ rút ra cái tô và chúng ta để nguyên nó, đừng có quậy tới nó nữa ha, giống như mình đổ rau câu vậy á. Rút nó ra và dùng cái, đợi nó nguội, dùng màng bọc bọc lại, mình gửi tủ lạnh. Mình gửi tủ lạnh ở đây vì mình sẽ không có thời gian mình chờ cho nó đông đâu. Các bạn sẽ để trong tủ lạnh khoảng chừng 5 đến 6 tiếng thì là cái thịt đông này nó mới đông lại. Cho nên đối với lớp chúng ta là mình rút ra tô để cho nó nguội, sau đó lấy màng bọc bọc lại và bỏ vô tủ lạnh.